xin chào các bạn ha. Hôm nay mình mặc một cái áo màu đỏ. Không phải là mình bị bồ ở đâu nha. Mà hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái cây vợt màu đỏ đến từ nhà Yonex rất là hot luôn. Đó chính là Yonex Astrox 77 đỏ. Thì nếu mà bạn nào chưa biết á, cái dòng vợt Astrox 77 của nhà Yonex nó vốn rất là nổi tiếng ha. Thì trước đây á, nhà Yonex họ cho ra hai cái phiên bản, đó là Astrox 77 chuối và Astrox 77 xanh dương. Hai cây vợt đó được khá là nhiều người chơi sử dụng luôn, từ người chơi phong trào đến các vận động viên chuyên nghiệp ha. Đặc biệt là cái cây Astrox 77 chuối, VNV bán vô cùng cực kỳ cháy hàng luôn. Thì sau hai cái phiên bản nó sản xuất thành công á, thì vào cuối năm 2020 á, nhà Yonex họ cho ra mắt thêm một cái phiên bản Astrox 77 mới nữa, đó chính là Yonex Astrox 77 đỏ, hay còn biết đến với cái tên là Cyrus nha các bạn. Thì trên tay mình đây đang cầm là hai cái phiên bản Yonex Astrox 77 đỏ nè. Đây là bản màu và đây là bản bốn màu cho các bạn. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần thiết kế vợt ha. Thì đầu tiên nhìn vào màu sắc trên vợt á, thì cái cây Yonex Astrox 77 này á, nó khác so với hai cái phiên bản là 77 xanh dương và xanh chuối, là cái cây vợt của chúng ta nó được chuyển từ cái màu sơn bóng thành cái màu sơn nhám nha các bạn. Thì cái cây Astrox 77 các bạn thấy là nó được sơn nhám nè. Đó. Thì cái phối màu chính chủ đạo trên cây vợt này là cái màu đỏ phối đen, cho mình cái nhìn nó khá là mạnh mẽ ha các bạn. Thì khi mà nhà Yonex họ cho ra mắt cái cây Astrox 77 đỏ này, thì họ nói là họ muốn cái người chơi sử dụng cái cây vợt Astrox 77 phiên bản mới này, họ sử dụng trên sân đấu thì nó sẽ được quyết liệt và mạnh mẽ hơn so với hai cái phiên bản trước đó ha. Thì quả thật đúng là như vậy. Khi mà mình nhìn vào cái cây vợt, cái màu đỏ trên vợt là cái mình thấy đây là cái màu đỏ, nó kiểu màu đỏ tươi nha các bạn. Nó hơi hồng hồng chút xíu chứ không phải là nó đỏ lè luôn. Thì cái cây này cho mình nhìn cái cảm giác nó năng lượng nha. Thứ hai, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần các cái công nghệ nổi bật ở trên cái cây Yonex Astrox 77 đỏ này. Thì đầu tiên nhìn vào cái khung vợt không thể nào thiếu cái công nghệ đặc trưng của nhà Yonex, đó chính là Isomatic. Thì các bạn thấy đây là cái khung vợt chúng ta nó được thiết kế hơi vuông nè. Đó, thì điểm ngọt chúng ta nó sẽ được mở rộng ra. Khi mà chúng ta người chơi chúng ta sử dụng trên sân đấu đánh á, thì lỡ mà có bị lệch tâm đi thì cây vợt nó vẫn hỗ trợ lực đưa cái quả cầu chúng ta đi cao sâu đến cuối sân ha. Nãy mình quên nói, đặc biệt á, là Astrox 77 là một trong những cái cây vợt cao cấp của nhà Yonex luôn, nên chính vì vậy họ cho tích hợp khá là nhiều cái công nghệ nổi bật của cái thương hiệu này. Đó, thì ngoài cái Isomatic ra, trên cái khung đây mình thấy là còn có cái công nghệ thiết đối trọng lượng Rotational Generator System. Thì đây là cái công nghệ phân bổ đều trọng lượng luôn. Các bạn biết á, cái dòng Astrox là cái dòng vợt thiên về tấn công của nhà Yonex ha, nhưng mà khi cầm vào cây vợt á, nó không có nặng đầu bởi vì có cái công nghệ này nè. Thì ở cái điểm đỉnh vợt và cái khớp chữ T và cái phần chui vợt á, nhà Yonex họ thiết kế cho cái cây vợt nó cái trọng lượng nó phân bố ra đều luôn. Thì khi mà cầm vào á, thì nó không quá nặng, nhưng mà khi mà sử dụng trên sân đấu á, nó vẫn hỗ trợ cho người chơi chúng ta những cái pha đập cầu nó cũng rất là uy lực luôn nha. Kế tiếp về cái phần vật liệu cấu tạo nên vợt á, thì cái cây vợt của chúng ta tổng thể nó được cấu tạo từ một cái loại carbon có tên là nem. Thì đây là một cái loại carbon đặc trưng cấu tạo nên các cái sản phẩm vợt của cái dòng vợt Astrox nha. Thì khi mà sử dụng trên sân đấu á, ngoài việc nó hỗ trợ cho các bạn tốt ở những cái pha đập cầu mạnh á, thì khi mà sử dụng ở các cái pha phản tạc phòng thủ rồi, thì cái carbon nem này á, nó sẽ hạn chế rung lắc cho bạn đánh cái pha đó nó được nhanh nhẹn ha. Các cái pha cầu mà khi chúng ta sử dụng luôn thì nó kết hợp giữa sức mạnh và cái sự nhanh nhẹn lại với nhau luôn nha. Xuống tiếp tới cái phần đũa vợt á, thì cái đũa vợt chúng ta mình thấy ở đây là cái đũa Super Slim Shaft. Thì đây là một cái đũa nằm ở mức trung bình nha các bạn, là một cái đũa có đường kính là 6.8mm, thì nó phần nào hạn chế được rung tắc khi mà anh em chúng ta sử dụng trên sân đấu ha. Ê, ở cái phần đũa đây là mình thấy là nó có là made in Japan luôn. Thì thường là những cái cây vợt cao cấp của nhà Yonex thì nó mới được sản xuất tại Nhật Bản. Thì đây là cái nhận biết dành cho chúng ta, đây là cái chứng minh dành cho chúng ta made in Japan nè, cái phần đũa chúng ta có nè. Và cuối cùng ở cái phần chụp mũ vợt á, thì hơi buồn chút xíu bởi vì các bạn biết á, Yonex Astrox 77 nó được ra mắt từ tận năm 2017 lần, nên là cái chụp mũ vợt của nó sử dụng chỉ là cái chụp mũ sport cap thường thôi đó. Thì bạn thấy đây là cái chụp mũ phẳng nè. Thì với cái chụp mũ này á, thì mình hơi buồn chút xíu bởi vì cái chụp mũ này nó không có hỗ trợ quá nhiều như các cái mũ EB Cap, thậm chí là EB Cap Plus xịn nhất của nhà Yonex tính đến thời điểm hiện tại ha. Thì khi mà anh em chúng ta đánh trên sân đấu sử dụng cái mũ này á, thì các bạn đánh kiểu nhồi liên tục á, thì cái cây vợt nó sẽ hơi rung chút xíu. Và tiếp theo mà các bạn cùng theo chân mình đo thông số của hai cái phiên bản bầu và bốn bầu xem coi thông số của cây vợt này có khủng không nha. Ok, và đầu tiên mình sẽ đo cho các bạn cái phiên bản Yonex Astrox 77 đỏ 4 bầu trước nha. Đây, trọng lượng của chúng ta là 83.6g, là đúng 4 mô nha các bạn, 80-84. Ok các bạn ha, điểm cân bằng ở đây mình đo được là 294mm nha các bạn. 84.6kg trên 1cm² nha các bạn, là cái xuyên quay của cái cây 77 đỏ 4 mô nha. Ok, độ cứng đũa của các bạn 4 mô ở đây mình đo được là 7.808 nha các bạn. Một cái độ cứng đũa khá là cao à, nằm ở mức siêu cứng nha. Ok, và thứ hai là mình sẽ đo cho các bạn một cái phiên bản hàng nặng nha. Cái phiên bản Astrox 77 đỏ bao.
Đây, trọng lượng của chúng ta là 88.2g, là đúng cái trọng lượng bao nha các bạn. Ok, điểm cân bằng của cái cây Astrox 77 đỏ bản bao mình đó đây là cũng là đúng 294mm nha các bạn. Nó đúng so với cái phiên bản 4U luôn. 88kg trên 1cm vuông là cái swing weight của cái bản bao nha các bạn. Ok, và độ cứng độ cái bản bao ở đây mình đo được là 7.488 các bạn. Nó còn cứng hơn cả cái bản 4U luôn. Vừa nặng mà vừa cứng nữa. Thì cái này cần một lực tay thật tốt mới có thể đánh được nha. Ok các bạn ha, vừa rồi thì mình đã có test xong cái cây vợt Yonex Astrox 77 đỏ nè. Thì cái phiên bản mình test là cái phiên bản 4U nha các bạn. Thì vừa qua Nguyễn Thị Linh á, hôm đúng ngày hôm qua luôn đó, thì Nguyễn Thị Linh có sử dụng cái cây Yonex Astrox 77 đỏ này, thắng cái idol cầu lông của Nhật Bản ha, Aya Ohori, một trong những cái tay vợt đơn nữ khá là xuất sắc của nền cầu lông Nhật Bản luôn. Nguyễn Thị Linh của chúng ta để thua xe đầu và thắng lại 2-2. Và cái xe thứ ba mình thấy là làm chủ hoàn toàn trận đấu luôn, đánh cực kỳ hay luôn nha các bạn. Thì cái cây vợt Thị Linh sử dụng là cây Astrox 77 đỏ mình đang cầm này nè. Và tiếp theo mình sẽ đánh giá về cái cảm nhận cá nhân đánh của mình khi mà sử dụng cái cây vợt Astrox 77 đỏ này trên sân như thế nào ha. Đầu tiên là tại vì mình đánh cái phiên bản 4U á, thì trước đây mình có từng đánh qua cái phiên bản bầu luôn các bạn. Lúc cái cây 77 đỏ mới ra thì cái ông anh mình có mua một cái cây vợt 77 đỏ bầu thì mình cũng có từng test qua luôn. Nên chính vì vậy mình sẽ cho các bạn những cái cảm nhận chân thực nhất ha. Thì đầu tiên về cái khả năng phong cầu á, thì cây Astrox 77 đỏ này cho mình những cái pha phong cầu cực kỳ tốt nha các bạn. Chúng ta mở vai ra, vũ nhẹ vô cái trái cầu, cái là trái cầu có thể bay cao sâu đến cuối sân. Bởi vì vậy các bạn thấy là cái cây vợt này được sử dụng đánh đơn khá là nhiều ha, đặc biệt là nữ. Tại vì các bạn thấy nữ họ đánh đơn trên sân họ chủ yếu là họ dùng những cái quả phong cầu là chủ yếu nhiều hơn so với nam. Nam thường thì sẽ đập cầu hơn á, nên chính vì vậy cái cây này cho mình khả năng phong cầu rất là tốt. Nếu mà trên 2-10 mình chấm cái cây này sẽ 9/10 về cái khả năng phong cầu nha. Thứ hai là mình sẽ đánh giá về cái khả năng phản tạt cầu cũng như là xây chuyển các cái tình huống trên sân ha. Kiểu như là đánh mặt thủ là chủ yếu á, đánh mà cầm tay thủ là chủ yếu á, thì cái cây vợt này á cho mình cái cảm nhận khi mà đánh thủ ở trên sân đồ phản tạt rồi các thứ á, thì nó cho mình cảm giác là nó không có quá ngon nha các bạn. Bởi vì cái cây này cái mặc dù các bạn thấy là mình đo cái độ cứng đũa nó nằm ở mức là 7.8 đó, nhưng mà thật sự mà khi cầm vô nó có một cái độ dẻo nhất định nha các bạn, nó không quá cứng. Nếu mà so với cây 88 đây rồi thì cây này nó dẻo hơn nha các bạn, thật sự là nó dẻo hơn. Nên chính vì vậy mà khi mà cầm phản tạt trên sân đồ này nọ thì nó cũng kiểu nó đáp ứng cho mình được thôi chứ không là quá tốt luôn. Nên chính vì vậy thang điểm nằm ở cái khả năng kiểm soát cũng như là phản tạt phòng thủ đồ này nọ thì mình cho cây này khoảng 8/10 thôi nha các bạn. Cuối cùng là đánh giá về cái yếu tố quan trọng nhất, đó chính là khả năng đập cầu và các khả năng tấn công trên sân đấu. Thì cái cây vợt này cho mình cái phần đập cầu nó cũng không có quá là xuất sắc luôn. Vì cái cây này á cho mình tốt ở những cái quả kiểu mà đập gõ đồ này nọ, hoặc là chúng ta chụp cầu nhanh trên lưới á, thì cây này mình thấy là đảm nhận tốt cái đó ha. Mấy trái mà mình khi các bạn thấy mà khi mình đánh trên sân á, những cái trái mà mình đập nhẹ á, mình đập kiểu mình đập gõ đó, thì những cái trái đó mình thấy là cây này đáp ứng tốt nè. Bởi vì các bạn thấy là cái điểm cân bằng nó không có quá cao, nó chỉ có 294mm thôi đó. Chính vì vậy khi mà anh em chúng ta sử dụng đập gõ thì nó sẽ tốt hơn. Như và bên cạnh đó nhà Yonex khi mà họ sản xuất ra cái cây vợt Astrox 77 đỏ này, họ có nói là step mark đó, là cái cây vợt này nó nổi trội ở những cái pha mà đập cầu gõ nha các bạn. Bạn ngoài ra thì các bạn thấy ở trên thế giới các cái vận động viên khi mà sử dụng cái cây vợt này á, nữ thì họ cũng sử dụng cây vợt này, họ đập đều thôi chứ không đập nhồi quá mạnh. Ngoài ra thì các cái vận động viên nam á, như các bạn biết là cái cặp đôi cái tay vợt Afian trong cái bộ đôi Afian Adianto của Indonesia, anh ta chuyển từ 88S sang cái cây 77 đỏ này, thì anh ta cũng là một cái người đi chơi đánh lưới luôn. Thì sử dụng cái cây này anh ta đổi qua thì chụp lưới đồ này nọ, thì các cái pha đó anh ta cũng thực hiện tốt hơn các bạn. Đánh thì chủ yếu đánh lưới, mình thấy là đánh lưới cây này sẽ hợp hơn. Bên cạnh đó ở những cái pha đập cầu cuối sân á, khi mà mình sử dụng cái cây vợt này thì đập không ngon nha các bạn. Chủ yếu các bạn sử dụng đập cuối sân là các bạn đập nhồi cái xong bạn chủ động bạn lên lưới luôn để cho đồng đội bạn nó tấn công tiếp, thì nó cây vợt này nó sẽ phát huy được tốt hơn ha. Ở những cái quả cuối sân mình đập cây này mình thấy nó hơi đuối chút xíu, các bạn đập ra cái quả cầu nó bị ngang và nó không có bộc phát được hết sức mạnh khi mà chúng ta dùng được thôi. Cây này mình thật sự khi mà so sánh với cây 88 Dero mình đánh nó chỉ nằm đạt ở mức khoảng 8/10 thôi. Cây đó mình đánh là cái cây 88 Dero mình đánh là khoảng 10/10 thôi.
Đó, cái cây này đặc biệt là ở các cái quả đập mà các bạn đập thuận tay như mình thuận tay phải nè, các bạn đập nhồi ở phía bên phải xong các bạn đập nhồi tiếp là cây vợt này nó sẽ bị rung nha các bạn. Đó, cái đũa này là cái đũa 6.8mm nè, là một cái đũa nằm ở mức trung bình thôi chứ nó không phải là cái đũa nhỏ. Ngoài ra thì cái chụp mũ vợt của chúng ta cũng là cái chụp mũ thường, cái chụp mũ sport cap là cái chụp mũ thường nhất của nhà Yonex luôn. Nên chính vì vậy nó không có hỗ trợ giảm rung lắc, nên khi mà sử dụng cái cây vợt này đập á, thật sự là mình không có quá ấn tượng nha các bạn. Tổng kết lại thì nó chỉ tốt ở những cái pha mà chúng ta xử lý nhanh ở trên lưới thôi. Và ở trên thang điểm 10 á, bởi vì mình là một cái người chơi thích đập cầu mà cái cây vợt này nó đáp ứng không quá tốt cho mình đó, nên mình chỉ cho nó là 7/10 thôi nha các bạn. Đó, nếu mà bạn nào muốn sử dụng cái cây vợt này mình nghĩ là cho khả năng đập cầu tốt hơn thì các bạn có thể chuyển qua cái cây vợt ở phiên bản bao nha. Cái cây đó thì cái độ nặng nó cao hơn, chính vì vậy nó sẽ bộc phát được sức mạnh tốt hơn so với cái cây phiên bản 4U mình đang cầm trên tay. Cái cây 4U thì nó đáp ứng cho bạn những cái quả phong cầu cao sâu đi đến cuối sân nè, đập thì đập gõ hoặc là đập có nó đập nhồi thôi, nó có độ chính xác cao. Ngoài ra thì sử dụng chụp cầu trên lưới thì nó đáp ứng tốt ha. Tổng kết lại thì mình thấy cây vợt Yonex Astroc 77 đỏ này nó sẽ phù hợp dành cho cả đánh đơn và đánh đôi luôn. Đầu tiên đánh đơn thì nó sẽ giúp các bạn có những cái quả phong cầu cao sâu đến cuối sân nè. Ngoài ra thì các quả đập cầu nó cũng chính xác. Các bạn có thể thấy là các vận động viên trên thế giới sử dụng cây vợt này đánh đơn khá là nhiều ha. Còn khi mà sử dụng trong đánh đôi thì cái cây vợt này theo như mình đánh trải nghiệm qua thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp dành cho vị trí cầu trước nhiều hơn. Chúng ta xử lý các pha cầu trên lưới như là kê cầu xong rồi chụp cầu hoặc là đẩy cầu xong rồi canh cái pha tiếp theo thì cái cây này sẽ đáp ứng cho chúng ta những cái pha đó tốt nha các bạn. Vợt nó sẽ cho khả năng xử lý cầu nhanh, còn ngoài ra thì các cái pha đập cầu cuối sân đồ thì không quá tốt nha các bạn. Rồi, và trên đây là bài đánh giá của mình về cây vợt Yonex Astroc 77 đỏ. Bạn nào thấy hay thì để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn. À, quên cái nữa là cái cây nếu mà tính ra giữa ba cái phiên bản thì cái cây Astroc 77 đỏ thì nó sẽ nằm giữa hai cái phiên bản 77 xanh chuối và 77 xanh dương. 77 xanh chuối là cái cây đó các bạn biết rồi, khả năng tấn công nó tốt hơn, còn 77 xanh dương thì nó thiên về điều cầu ha, đánh đơn nhiều hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn nha. Bye bye.